Chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình vô chia sẻ món mực trộn gỏi với lại xoài Thái Lan. Xoài Thái Lan ở đây mình mua thì nó không có giòn như xoài của Việt Nam đâu quý vị và các bạn ơi. Trái xoài mình vô lửa rất là xanh như thế này nè. Mình vô cố gắng lửa xanh lắm luôn. Nhưng mà mình cắt ra bên trong nó vẫn vàng và nó vẫn mềm. Chứ nó không có giòn được như là xoài của Việt Nam mình hoặc là xoài ở châu Á hả quý vị và các bạn. Rất là khó kiếm xoài xanh. Bây giờ mình sẽ gọt nó ra, ở ngoài thấy xanh như vậy đó. Nhưng ở trong lúc nào nó cũng chín hết trơn á. Đây nè. Bây giờ mua rồi á, gọt ra mà nó như vậy nè. Nó chín từ trong nó chín ra đâu có gì. Bây giờ mình sẽ bào sợi nó. Bào giống như là sợi spaghetti vậy. Rồi mình sẽ trồng gỏi ha. Video có cái bào như thế này nè, rất là tiện. Mình bào cà rốt, mình bào củ cải, mình bào cái gì đó thành sợi á, cho nó nhanh nó quý vị. Bây giờ thì mình vô được một đĩa xoài đã bào sợi nhuyễn như thế này đây. Mình vô sẽ bắt đầu sơ chế mực. Mình vô mua một con mực tươi như thế này. Ít khi nào mình vô thấy con mực tươi. Nhưng mà họ cũng để trong cái tủ lạnh quý vị. Bây giờ mình vô sẽ cắt từng miếng nhỏ ra. Rồi bây giờ sẽ trụng với lại nước sôi. Mình cho gừng vào với muối vào để tẩy cái mùi tanh của mực. Thank you.
Bây giờ thì Mayo bắt đầu băm tỏi để Mayo xào sơ cái mực với lại một chút gia vị, một chút thôi chứ mình không có làm mặn lắm, tại vì gỏi ăn thì chua ngọt nuôi gì vậy các bạn. Thank you.
Món gỏi mì dô đã trộn xong rồi nè. Mì dô sẽ cho ra đĩa. Cái loại gỏi này thì chua chua, ngọt ngọt. Ăn rất là dễ. Mình sẽ ăn kèm với lại bánh phồng tôm. Hoặc mình cũng có thể ăn cơm. Ăn chơi như thế này cũng được. Mì dô xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món gỏi xoài trộn với lại mực. Video xin mến chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!